chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành phần gội đầu thảo dược dưỡng sinh. Thì trước tiên phần gội đầu thảo dược dưỡng sinh, chúng ta sẽ sử dụng tinh dầu để làm cho khách hàng thư giãn ở bước đầu tiên. Có nhiều loại tinh dầu mà chúng ta sẽ lựa chọn cho khách hàng, ví dụ như oải hương, bạc hà, hoa hồng và nhiều loại nữa như xả chanh, lá quế và hoa nhài. Thì tùy theo khách hàng của mình, người ta sẽ chọn lấy một cái hương liệu để người ta thư giãn, thì mình sẽ chọn cái đó cho khách hàng của mình. Đây là bước đầu tiên. Lần này chúng ta sẽ sử dụng tinh dầu hoa hồng. Lấy và bỏ vô tay. Trước tiên chúng ta sẽ cho khách hàng thư giãn bằng tinh dầu mà khách hàng đã chọn trước, để người ta cảm thấy cái sự yêu thích về cái tinh dầu đó thì người ta sẽ thư giãn ngay từ bước đầu tiên. Mình sẽ cho khách hàng hít thở, đưa tinh dầu vô, hít sâu. Và mình bảo khách hàng hít sâu lên trên đầu và thở ra. Tiếp phần 2, hít sâu, thở ra. Một lần nữa từ dưới lên trên, hít sâu, thở ra. Thở ra. Mình đã làm cho khách hàng thư giãn bước đầu tiên. Bước thứ hai, chúng ta sẽ ấn huyệt thư giãn cho khách hàng phần trán, đầu, cổ, vai gáy. Đầu tiên là huyệt toản trúc. Kế tiếp huyệt mi trung và huyệt ti trúc. Sau đó ra huyệt thái dương. Tiếp theo phần tai thì chúng ta sẽ bấm vào huyệt thính cung. Xuống đây là huyệt đế phong. Và lên đây là huyệt giác tôn. Sau đó chúng ta đi vào huyệt thần đình. Dài xuống chính giữa đầu vào huyệt bách hội. Tôi sử dụng hai ngón cái, dùng phần thịt để chúng ta ấn và dai phần huyệt bách hội này. Trong huyệt bách hội này sẽ có tứ thần thông, một góc 2, 3, 4, từ trên xuống, từ trái qua phải. Tứ thần thông 1, 2, 3, 4. Phần vai gáy chúng ta sẽ ấn vào huyệt phong trì, và chính giữa là phong phủ. Tương tự đối xứng qua bên kia là huyệt phong trì. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào huyệt đại chùy, là huyệt cột sống thứ 7. Cái huyệt này là cái xương nó nhô cao lên. Sơ lược chúng ta ban đầu là sẽ làm cho khách hàng thư giãn như vậy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính là phần gội đầu. Thì phần gội đầu chúng ta sẽ sử dụng dầu gội thảo dược để thư giãn cho khách hàng. Thì dầu gội thảo dược để thư giãn dưỡng sinh cho khách hàng nó sẽ khác với dầu gội thông thường như thế nào và cái quy trình nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ thử qua nước. Chúng ta sẽ sử dụng nước ấm, ví dụ như chúng ta sẽ sử dụng nước vừa cho tay chúng ta. Và chúng ta hỏi khách hàng như vậy là vừa chưa, thì khi mình cảm thấy vừa là được, thì không nóng quá cũng không tốt cho da đầu và chân tóc, và lạnh quá thì không được, thì chúng ta sẽ làm đủ ấm thôi. Và thường mình sẽ hỏi khách hàng, chúng ta sẽ xả sạch. Chân tóc với nước ấm vừa phải. Chúng ta sẽ lấy dầu gội dưỡng sinh. Dầu gội dưỡng sinh này có hương thảo mộc, thì những cái mùi như hồi nãy mình đang nói thì để cho các bạn sẽ sử dụng cho khách hàng của mình. Thì dầu gội dưỡng sinh này nó sẽ khác với gội thông thường như thế nào? Thì về cái mùi hương thì nó sẽ đi vào cái mùi tinh dầu nhiều hơn.
đó về dầu gội. Còn về cái cách gội thì nó khác nhau, ví dụ như là gội thông thường thì chúng ta biết hàng ngày chúng ta gội tập, còn dầu gội dưỡng sinh và cách gội dưỡng sinh bằng thảo mộc thì chúng ta sẽ đi vào chuyên sâu vào massage, bấm huyệt để thư giãn khách hàng, thông kinh lạc, và đồng thời là thông qua cái sự lưu thông mạch máu thì nó sẽ làm cho lưu thông mạch máu trên da đầu và thư giãn da đầu, thì làm cho cái phần gội đầu dưỡng sinh nó sẽ đạt được hiệu quả là sau khi gội xong thì khách hàng của mình thư giãn hoàn toàn. Phần gội nước một này thì chúng ta sẽ đi khoảng từng 3 đến 5 phút, bởi vì khi dầu gội nào cũng vậy, chúng ta không có được để trên đầu lâu quá. Ví dụ như trường hợp mà da đầu khách hàng có nhiều bụi bẩn và dầu nhờn á, thì một lần cột xà bông không đủ thì chúng ta có thể là lấy tiếp lần xà bông thứ hai cho lần gội thứ nhất. Trong nước gội thứ nhất này chúng ta sẽ gội là khoảng là 3 đến 5 phút, chủ yếu là gội sạch. Chúng ta sẽ cào cái phần chân tóc giáp với da đầu về sau. Thì trong lúc chúng ta gọi thì chúng ta sẽ hỏi khách hàng là mình đã gọi như vậy là vừa phải cho khách hàng chưa. Có nhiều khi mình làm mạnh quá thì da đầu khách hàng sẽ bị đau và người ta cảm thấy không có thoải mái. Các bạn sẽ chọn cái giường gọi đầu dưỡng sinh nó có độ rộng như vậy thì chúng ta sẽ dễ gọi cho khách hàng và khách hàng nằm thư giãn nhiều hơn. Trong phần gọi này chúng ta không cần đi vào chi tiết nhiều, tại vì đây là chỉ là cái phần để gọi làm sạch. Nước một thì da đầu của khách hàng chỗ nào nó cũng sẽ cảm giác như là nó ngứa, nó chưa có sạch, thì chỗ nào chúng ta cũng sẽ chạm tới hết. Chúng ta sẽ lấy lượt gội đầu dưỡng sinh dành cho nước 1. Trong nước gội đầu thứ nhất chúng ta nhớ là từ gội đầu bằng tay cho đến gội đầu bằng lượt dưỡng sinh thì chỉ trong vòng 3 đến 5 phút, nhưng phải bảo đảm là tất cả những cái dơ trên cái da đầu khách hàng từ dầu nhờn hay bụi bẩn sẽ được chạm tới, và giống như là cái chỗ nào cũng được chạm tới thì khách hàng sẽ cảm thấy không có còn ngứa nữa. Bước này thì 3 đến 5 phút các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ xả tập. Đã cũng vậy, chúng ta không có làm cho đột ngột, là chúng ta vừa đưa lên là đưa lên đầu, và chúng ta phải làm cho khách hàng hiểu là bắt đầu là đang được xả tóc từ dưới lên trên. Cái tay cầm và vòi xả mình cũng vậy, cầm hướng về phía dưới như này. Chúng ta không dở lên thì nó sẽ vô da mặt của khách hàng. Tay này chúng ta sẽ lấy nước, ủ nước và lấy nước ra phần bàn tay, không làm cho nước vô tay. Tương tự như chúng ta sẽ đổ ra bên đây. Cái phần nước lúc nào chúng ta lấy cái nước, chúng ta cũng lấy cái chiều xuôi 45 độ trở về phía đỉnh đầu. Chiều xuôi 45 độ. Chúng ta gọi đầu dưỡng sinh cho khách hàng thì chúng ta sẽ dùng cái phần bàn gọi có độ rộng hơn. Chúng ta sẽ lấy nước. Chúng ta sẽ lấy nước nè. Dùng trong đây chúng ta sẽ lấy nước một vòng. Thì nước ở trong đó sẽ đi theo một vòng làm sạch cái phần đỉnh đầu và gáy cho khách hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nước gội thứ hai. Nước gội đầu thứ hai chúng ta sẽ gội tương tự như vậy, cũng thời gian là 3 đến 5 phút, nhưng lần này chúng ta sẽ chủ yếu là massage là nhiều. Phần tiếp giáp giữa trán và chân tóc và da đầu
thì nó hay ngứa và nó hay bám bụi bẩn ở đây, cho nên chúng ta sẽ làm kỹ phần này một chút xíu. Nhưng mà chúng ta cũng không phải là chỗ này chúng ta làm hoài thì những cái chỗ vòng vòng đây nè nó sẽ bị ngứa và nó khó chịu, cho nên chúng ta phải chia đều cái lực ra. Gội đầu dưỡng sinh thì nó sẽ khác với gội đầu bình thường, thì chúng ta đa số là sử dụng bằng những động tác massage bấm huyệt. Trước tiên chúng ta sẽ làm cho khách hàng cảm giác như là da đầu đã sạch và không còn ngứa nữa, thì sau đó chúng ta mới đi vào chi tiết là chúng ta sẽ massage. Phần gáy thì chúng ta cũng sẽ chạm tới luôn ha. Nhớ là cũng tổng thời gian là khoảng từ 3 đến 5 phút thôi ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng lược massage. Lược gội đầu dưỡng sinh. Cái lực chúng ta đưa xuống cũng nhẹ nhàng, từ trên kéo xuống, không có đẩy mạnh lực kéo thì khách hàng sẽ khó chịu. Và lực càng ngày càng đậm về phía sau. Tương tự như vậy. Một tay chúng ta chải vào, một tay chúng ta sẽ làm cho tóc suông. Khi gội đầu xong thì tóc khách cũng suông luôn. Rồi chúng ta sẽ đi vào đỉnh đầu. Đây là phần đỉnh đầu. Đó là chúng ta sẽ giữ thẳng cái đường suông của tóc chứ không làm rối tóc. Để trường hợp chúng ta gội đầu tóc xong thì nó sẽ bị rối hết là không được. Gội xong thì tóc nó cũng phải suông luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua là massage bằng tay. Lực chú ý chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu ngón tay. Những cái lực massage này chúng ta phải hỏi khách hàng của mình là cái lực này là anh chị đã hài lòng chưa, có cần mạnh hơn hay không, hay là nhẹ lại, hay là như vậy là được rồi. Tại vì khi người ta thư giãn thì phải phù hợp với cái sức chịu của da đầu thì người ta mới cảm giác được thư giãn. Nếu như khách hàng quen của chúng ta thì chúng ta đã hiểu được rồi, thì chúng ta sẽ nếu khách hàng đó muốn trò chuyện với chúng ta thì chúng ta sẽ trò chuyện, còn nếu như khách hàng muốn thư giãn á, thì chúng ta đã hiểu được cái lực đó thì chúng ta sẽ cứ thế mà làm để cho khách hàng thư giãn. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng 10 đầu ngón tay massage hết phần vườn đầu. Thường chúng ta sẽ bắt đầu thường là sẽ massage cái phần vùng lỗ tai và thái dương và mang tai này nhiều hơn. Dùng 10 đầu ngón tay, 4 ngón tay chính này và ngón tay phụ là ngón tay trỏ. Lúc này ngón tay trỏ là phụ, chúng ta sẽ miết, nhất là ngón này chúng ta sẽ miết theo cái huyệt thính cung này ra sau đầu. Lực chúng ta chia đều ra, không bỏ sót cái chỗ nào để cái toàn bộ da đầu được thư giãn. Sau khi chúng ta sẽ đi vào tập trung toàn bộ da đầu là chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Thì chi tiết phần vai gáy chúng ta sẽ massage bên đây. Đây chúng ta sẽ dùng chính là cái lực một con ngón cái, chúng ta sẽ đi vòng vòng phần chân tóc. Ta đi xuống huyệt phong trì và huyệt phong phủ. Huyệt phong phủ này chúng ta không có thể dùng ngón tay cái đi đưa vô được, mà chúng ta sẽ dùng hai ngón tay này đưa vào đây. Phong trì, huyệt phong trì, huyệt phong phủ. Và dài lên. Lực của 10 đầu ngón tay. Tương tự như vậy chúng ta sẽ đổi bên. Bên trái chúng ta sẽ dùng bằng tay trái và ngón tay cái, chúng ta sẽ đi theo lực.
Còn đây là chúng ta đã không có sử dụng được ngón cái được nữa, chúng ta sẽ chuyển qua sử dụng hai ngón trỏ và giữa đi sâu xuống. Đây là huyệt phong trì, chúng ta sẽ ấn vào dây huyệt phong trì. Lần sau thì mình đang sẽ hướng dẫn các bạn những cái huyệt đó nó có cái tác dụng như thế nào. Đây là huyệt phong phủ giữa cái hõm hai cái gân xương của cái cổ. Sau đó chúng ta sẽ dở đầu khách hàng lên và tay chúng ta sẽ đưa vào đây rút huyệt phong trì phong phủ, rút lên và đi vào chính giữa bằng 8 đầu ngón tay. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ làm cho toàn bộ da đầu cảm giác là không có ngứa, tại vì khi chỗ nào mà chúng ta không có đụng tới á thì nó sẽ cảm giác nó ngứa do nước nó khô đi, cho nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ chạm vào đó. Cuối cùng chúng ta sẽ chải lại bằng lược gọi đầu dưỡng sinh. Đây là phần lược, chúng ta cũng chạm nhẹ từ đây và kéo miết xuống, chạm nhẹ từ đây và kéo miết xuống. Tương tự mình vừa massage mình vừa làm cho cái tóc nó xuôi ngược luôn các bạn. Đào qua bên đây, tránh trường hợp chúng ta luôn xoay chuyển cái đầu của phần đầu của khách nhiều quá, khách sẽ không có cảm giác được thư giãn. Đặt xuống đây, thì bài thực hành của cái phần mà gọi đầu dưỡng sinh này đó có tới 2-3 bài khác nhau. Đây là bài thứ nhất đi, lần sau thì mình đang sẽ hướng dẫn cho các bạn là bài thứ hai nó sẽ khác hơn một chút xíu. Bây giờ phần này là phần phía sau gáy các bạn. Một tay chúng ta chải, một tay chúng ta nương theo. Trong lúc này chúng ta áp sát xuống này, nó bằng mũ cho nên áp xuống thì nó sẽ tạo được một cái lực để cho khách hàng thư giãn. Và tương tự chúng ta sẽ gọi bên đây. Khi mình vừa massage xong thì tóc nó cũng suôn luôn. Lên. Mình đi vào đâu? Rồi hạ xuống. Đây. Kéo dài ra. Chính giữa là một lần nữa. Chúng ta làm động tác là massage lên và xuống như vậy, nhưng vẫn không làm cho rối tóc ha. Rồi, khoảng 5 phút là được rồi các bạn. Tiếp tục xả như hồi nãy mình nói là mình sẽ không có xả đột ngột đuôi nước lên đầu, mà chúng ta sẽ xả từ đuôi, xả từ đuôi tóc dần dần lên. Và lực nước cũng vậy, lực nước vừa phải là chúng ta sẽ lấy nước theo góc nghiêng là 45 độ từ da đầu trở xuống. Bước thứ ba chúng ta sẽ sử dụng dầu xả. Ta có thể sử dụng dầu xả tóc hoặc dầu dưỡng tóc hoặc là hấp dầu đều được. Nhưng thường là chúng ta sẽ sử dụng phần này là dầu xả tóc. Dầu xả tóc cũng bằng thảo dược luôn, thì các bạn sẽ chọn cái mùi tốt nhất là bạn sẽ đi theo combo. Ví dụ như khách hàng người ta muốn mùi hoa hồng thì mình sẽ đi theo combo là mùi hoa hồng. Còn mùi chanh xả thì sẽ theo mùi chanh xả, hoặc mùi oải hương thì sẽ đi theo mùi oải hương. Chúng ta sẽ đi theo combo thì nó sẽ tốt nhất. Thì trong cái phần dầu xả này chúng ta cũng sẽ để trên da đầu của khách hàng, trên tóc là khoảng từ 3 đến 5 phút. Thứ nhất nó mới đủ thời gian làm cho cái phần tóc mềm và chân tóc mềm, dưỡng được, cung cấp được chất dinh dưỡng. Thứ hai thì trong thời gian ủ này chúng ta sẽ massage. Chúng ta sẽ massage cho phần da đầu và chân tóc.
để thư giãn cho khách hàng. Trước tiên chúng ta sẽ cũng massage bằng lòng bàn tay, lòng các ngón bàn tay. Trong lúc chờ dầu xả 3 đến 5 phút thì chúng ta sẽ massage da đầu cho khách hàng. Thì đây là cái phần massage quyết định trong cái việc thành công hay như làm cho khách hàng thư giãn hay không. Đây là phần này chúng ta sẽ massage kỹ, vì đây là không phải là xà bông, cho nên là chúng ta sẽ để trên da đầu lâu nó sẽ tốt hơn cho khi mà đó là xà bông, cho nên chúng ta sẽ tranh thủ vào thời gian này chúng ta sẽ massage da đầu cho khách hàng kỹ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ phần chân tóc ha. Cũng như hồi nãy mình đang nói, các bạn sẽ có một cái lực vừa phải đi đều khắp da đầu. 10 ngón tay, 2 ngón tay cái ở huyệt bách hội giữa chân đầu, giữa chân đỉnh đầu, huyệt tứ thần thông, ngón tay cái. Chúng ta vừa massage là chúng ta phải làm cho tóc lúc nào nó cũng thẳng. Toàn bộ 10 ngón tay chúng ta sẽ luồn hết vào da đầu của khách hàng và xuống luôn cái phần vai gáy luôn. Chúng ta sẽ dở đầu khách hàng lên, chúng ta bấm vô đây. Đây là chúng ta sẽ sử dụng 10 đầu ngón tay để massage. Massage phần tay kéo dài tay thư giãn. Rồi 4 đầu ngón tay sẽ phần vai gáy. Bám sát vào cái phần chân tóc, giữa phần tóc và phần không có tóc da thịt đó, thì chúng ta sẽ bám vào đó, chúng ta sẽ xoay một nửa chân tóc và một nửa ở dưới. Sau đó chúng ta sẽ quay nghiêng khách hàng. 10 đầu ngón tay tiếp tục. Lực đều hết các bạn ha. Thỉnh thoảng chúng ta phải massage khắp da đầu để cái phần nước nó khô, nó không có làm da đầu ngứa. Tại vì trong lúc mà chúng ta ví dụ như là chỉ chăm chú làm bên đây thì bên đây là da đầu nó sẽ bị ngứa, tại vì lúc đó nước nó khô, cái cảm giác nó sẽ như vậy. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta sẽ chia đều ra, massage đều khắp da đầu một lần, rồi sau đó chúng ta lại tập trung lại cái phần chúng ta đang làm. Ví dụ như bên đây giờ mình massage xong rồi nè, giờ mình sẽ qua bên đây. Cái lực này là cái lực ngón cái. Sau đó chúng ta sẽ dùng 4 đầu ngón tay phần thịt các bạn ha. Nếu bạn nào có móng tay dài thì các bạn phải dở cái móng tay mình lên, phần thịt nó sẽ chạm vô phần tóc và da thịt của khách hàng, không được để cái móng tay mình nó đâm vào cái da thịt khách hàng gây cho người ta đau và khó chịu. Sẽ massage kỹ vào phần huyệt phong trì và phong phủ ở đây. Như hồi nãy mình đang nói thì mình sẽ đi vào những phần khác để tránh nó bị ngứa. Bây giờ là phần phía dưới, nãy giờ chúng ta chưa có làm kỹ phần phía dưới bằng massage. Hạ người xuống và đưa cái tay thẳng đứng lên, hai ngón tay cái chúng ta áp vô đây. Áp vô và chúng ta sẽ đi dần tới huyệt bách hội và chia đều ra tứ thần thông ở chỗ đó, huyệt bách hội, và chúng ta sẽ đi đều lên. Làm cho tóc suông thẳng lại. Tương tự,
cái lượt massage trong gọi đầu dưỡng sinh thì không thể thiếu, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục vừa massage và làm cho tóc xuông mượt lại. Áp sát các bạn ha, tới đây các bạn phải áp sát xuống đây luôn nè, kéo dài ra chứ không phải tới đây để bạn dở lên. Thì như vậy thì nó không có cái tạo độ thư giãn cho cái hàng, mà chúng ta sẽ áp sát xuống, áp sát xuống. Lúc này dầu xả cho nên là chúng ta sẽ kéo dài cái sợi tóc nó dễ dàng hơn. Kéo dài nó hết da đầu. Ví dụ như phần da đầu nó đang như thế này thì chúng ta phải áp sát qua luôn để nó chạm tới chính giữa luôn ha. Chứ không phải là chúng ta kéo tới đây cái tay chúng ta đã mất cái hướng rồi, không đúng, mà phải áp sát vô, đưa qua da đầu luôn. Và tương tự như phần này cũng vậy. Thì cái phần da đầu của mình cái chỗ nào cũng được chạm tới hết. Tương tự chúng ta sẽ làm ra bên đây. Các bạn nhìn thấy nè, tới đây thường các bạn, nếu các bạn không rành thì các bạn tới đây các bạn sẽ bị đứt quãng. Nhưng tới đây các bạn phải áp sát vô chính giữa, vô huyệt bách hội luôn. Từ đây vô tới huyệt bách hội luôn. Từ đây vô tới huyệt bách hội luôn. Rồi, chúng ta sẽ tới huyệt bách hội. Phần bách hội đây, nhưng không làm rối tóc các bạn nha. Rồi, bấm huyệt bách hội lại một lần nữa, tứ thần thông một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ đi vào gáy. Nãy giờ chúng ta chạm vào gáy ít hơn những nơi khác, cho nên bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào phần chân tóc gáy, vừa massage và vừa bấm dây ấn huyệt. Chúng ta sẽ để một cái tay của mình, để cái đầu khách lên tay của mình, chịu lại. Nếu như khách gượng thì mình sẽ nói với khách là chị cứ nằm im thư giãn, anh cứ nằm im thư giãn, là cứ để cái lực đó mình, để mình tự chịu. Mình sẽ massage đây. Giả sử cái tay đây mình sẽ để tay mình chịu đầu khách hàng, còn tay bên đây mình massage. Tập trung vào phần vai gáy là cái phần tiếp giáp giữa cái chân tóc và da của cái cổ. Và chúng ta sẽ tập trung vào phần nguyệt phong trì phong phủ và xung quanh những cái nguyệt đó. Và chúng ta sẽ massage phần lỗ tai nữa. Đây là cái phần thư giãn. Đây là huyệt đế phong. Và đây là huyệt giáp đôn. Tương tự như vậy chúng ta sẽ massage một vài lượt xuống phong trì và phong phủ đây. Ở đó chúng ta đổi bên. Chúng ta sẽ làm tóc suông lại một lần nữa, là hai lượt massage, một lượt bằng tay, một lượt bằng lượt đầu dưỡng sinh và một lượt lại bằng tay. Thì bây giờ chúng ta sẽ còn một cái dụng cụ nữa các bạn, và dụng cụ thứ hai trong massage gội đầu dưỡng sinh thì chúng ta sẽ sử dụng bằng tay, bằng tay bằng nhựa. Massage sẽ bám đều vào da đầu và chúng ta massage với lực vừa phải, như hồi nãy chúng ta massage bằng tay cho khách hàng, cái lực cũng giống như vậy. Ưu điểm của cái lực bằng tay này, nó sẽ tiếp giáp được tới từ trên da đầu cho tới dưới phần gáy luôn các bạn. Cái phần đầu tròn của cái lượt massage bằng tay này nè, nó sẽ bám vào da đầu và nó được xoay xoay thì nó sẽ tạo cảm giác thư giãn cho khách hàng. Và chúng ta sẽ làm ngược lại. Và chúng ta sẽ qua bên đây. Cái lực chúng ta sẽ vừa đẩy tới vừa đẩy lui nhưng không làm rối chân tóc ha.
ưu điểm của cái lược này thì những cái chỗ như là tay bình thường của mình to không có lướt tới thì nó sẽ lướt tới đó, nó massage cho khách hàng được. Sẽ chạm được vào những cái nơi mà nãy chúng ta lấy tay chúng ta có thể không chạm tới được, chúng ta phải di chuyển tới vùng đó mới chạm tới da đầu của khách hàng được, thì cái này nó dài tay ra một chút xíu chúng ta sẽ chạm tới được, có sao điều khác da đầu. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng phần xương của nó nhiều hơn, phần xương có nghĩa là vậy, mình sẽ để đây và mình di chuyển áp sát vào sau luôn. Đó là chúng ta là khoảng là hơn 5 phút dành cho động tác massage thư giãn gội đầu dưỡng sinh bằng lược dưỡng sinh và bàn tay gội đầu dưỡng sinh cộng thêm là phần massage. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xả sạch, rồi chúng ta sẽ hấp dầu xả. Sau khi xả dầu xả xong, chúng ta sẽ lau sạch và lau ráo phần tóc thật là ráo. Để bước tiếp theo là chúng ta sẽ xông máy xông dưỡng sinh, máy xông dầu gội dưỡng sinh cho khách hàng. Và trước khi chúng ta gắn máy dưỡng sinh dầu gội dưỡng sinh thì chúng ta sẽ để chườm nóng vào phần vai gáy của khách hàng. Thì chúng ta phải hỏi được cái nhiệt độ, chúng ta đã biết trước là khách hàng chịu được cái nhiệt độ đó. Đây là cái phần chườm ấm sẽ làm cho khách hàng thư giãn lúc mà khách hàng xong thảo dược. Và đây là sành mắt cũng vậy, chúng ta sẽ làm ấm vừa phải phù hợp với cái độ của khách hàng chịu. Sau khi chúng ta làm ấm xong, chúng ta sẽ để lên đây. Độ nóng vừa phải thì chúng ta sẽ tiến hành xong. Trước khi xong bằng máy xong thảo dược dưỡng sinh, chúng ta sẽ đậy phần trán và phần mắt khách hàng lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần sử dụng cái máy xong thảo dược dưỡng sinh. Đây là phần thảo dược khô, thì thảo dược nó có nhiều loại tùy theo mình sẽ chọn. Như thế nào, thường sẽ có hoa cúc xả, hoa hồng và bưởi và chanh, nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ chưa có đủ. Chúng ta sẽ sử dụng phần xả tươi thêm cho khách. Chúng ta ở chỗ chúng ta phải chuẩn bị và phần gừng tươi và chanh tươi. Lại lại rồi chúng ta sẽ bắt máy lên. Chúng ta sẽ bắt máy xong, thường thì sau khi 5 phút là nó sẽ sôi lên rồi. Sau khi nó sôi xong 5 phút sôi lên thì mình sẽ xong cho khách hàng là khoảng là 15 phút. Chúng ta đậy để cho phần tinh dầu nó sẽ không thoát ra ngoài và nó đi vào chân tóc. Thời gian ủ là khoảng 15 phút các bạn ha. Sau 15 phút chúng ta sẽ dỡ phần máy này ra và tắt máy. Sau 15 phút xong bằng máy xong thảo dược gội đầu dưỡng sinh thì chúng ta sẽ mở mắt cho khách hàng ra. Nãy giờ thì khách hàng đã thư giãn rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói với khách hàng là khoan mở mắt vội ra mà phải mở mắt từ từ để quen với ánh sáng. Và mình sẽ hỏi khách hàng xem là sau cái quá trình gội đầu dưỡng sinh vậy thì khách hàng sẽ cảm giác như thế nào. Thì mình sẽ hỏi khách hàng để mình biết được cảm nhận của người ta.